Thật là tuyệt vời khi Minh Đường Tử Vi được gặp lại quý bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi, buôn may, bán đắt, làm một được 10, vận may liên tục kéo tới, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chính Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động 10 ngày nổ lớn tháng 7 âm lịch 2024, tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, bỗng lộc đầy tay, tiền vàng ngập két, giàu có nhất thiên hạ, nếu hữu duyên nghe được toàn bộ lá số tử vi này. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống này, bất cứ ai thì cuộc sống cũng sẽ có những lúc thăng trầm, nó như một con sóng thủy triều, lúc cao, lúc thấp, ai cũng từng chán nản, thậm chí muốn buông xuôi tất cả. Vì đau đầu, vì quá nhiều vấn đề, bất luận với một cá thể nào, chỉ cần nằm trong guồng quay kiếp nhân sinh thì đều đang tiến về phía trước theo con đường xoắn ốc. Nhưng sự khác biệt duy nhất nằm ở chỗ, hoặc là bạn kiểm soát cuộc sống, hoặc là cuộc sống kiểm soát lại bạn. Và người khôn ngoan ắt hiểu rằng, vận thế luôn không ngừng thay đổi, lúc thịnh, lúc suy, lúc vượng, lúc phát. Nhưng nếu biết nắm bắt cơ hội và những lúc vận khí tăng cao, chắc chắn sẽ mang về chiến lợi phẩm bất ngờ. Thầy Tử Vi tiết lộ rằng, đúng tháng 7 âm lịch năm 2024, người tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, là con giáp khổ tận cam lai. Đầu năm khó khăn vất vả bao nhiêu, thì từ tháng 7 âm lịch trở đi, sung túc và giàu có bấy nhiêu. Nếu nắm bắt được thời cơ thì chắc chắn bản mệnh sẽ trở thành con giáp, vừa giàu có lại nhàn hạ trăm bề, phước đức đủ đầy, mọi khổ cực đều tan biến, thay vào đó là sự an yên, sống hạnh phúc viên mãn cho đến cuối cuộc đời. Vậy, để biết được vận trình cụ thể tháng 7 âm lịch này của tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, sẽ diễn biến như thế nào, vận may trong tháng là gì? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Tổng quan tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Tuổi Tân Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người, họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng. Bởi vậy, tuổi Tân Hợi được mọi người xung quanh quý mến tôn trọng, nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, những người này sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Tuổi Tân Hợi là những con người thật thà, ngay thẳng và rất tốt bụng, họ dễ xúc động với những khó khăn bất hạnh của người khác. Bởi vậy, tuổi Tân Hợi hay tham gia vào những hoạt động từ thiện để làm nhiều việc có ích cho xã hội. Vẻ bề ngoài của tuổi Tân Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận buồn phiền bất cứ điều gì, họ hoàn toàn không phải là những cái lười biếng, chỉ biết hưởng thụ mà đơn giản. Tuổi Tân Hợi luôn biết cách cân bằng điều hòa cuộc sống của chính mình. Dù gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ la hét, làm ầm lên cho người khác biết, cũng không ỷ lại dựa dẫm vào ai. Những người này âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự ung dung, quả quyết, trong con mắt của mọi người xung quanh. Tuổi Tân Hợi là những người rất thân thiện và hòa đồng, họ chẳng bao giờ to tiếng quát tháo ai, mặc dù người đó có mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Sự bao dung và nhân hậu luôn tồn tại trong con người tuổi Tân Hợi, họ sẵn sàng tha thứ và cảm thông cho những lỗi lầm của người khác. Tuổi Tân Hợi không thích tranh luận, đấu khẩu với người khác. Phương châm sống của họ là một điều nhịn bằng 9 điều lành, bởi vậy, dù kẻ khác có cố tình gây sự, tuổi Tân Hợi cũng luôn giữ thái độ hòa hợp, nhường nhịn. Nhờ vào sự khéo léo trong cách đối nhân xử thế ấy, tuổi Tân Hợi được nhiều người yêu quý và kính phục. Mỗi khi làm việc gì, họ đều đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu, không bao giờ ích kỷ, vụ lợi cho bản thân. Những người này dễ đặt niềm tin vào người khác, điều đó khiến đôi lúc họ bị kẻ xấu lợi dụng. Sự thật thà, chân thành giúp tuổi Tân Hợi xây dựng được nhiều mối quan hệ xã hội tốt đẹp, đi đến đâu tuổi Tân Hợi lại có người yêu quý ngưỡng mộ tới đó. Thế nhưng, những người này không bao giờ tỏ ra vẻ kiêu ngạo, phô trương, ngược lại, họ lúc nào cũng khiêm tốn, rụt rè.
Bình thường tuổi Tân Hợi là những người không thích tranh chấp, đôi co với người khác, nhưng nếu vượt quá giới hạn chịu đựng họ sẽ nổi giận lôi đình. Tuy nhiên, trạng thái ấy sẽ nhanh chóng qua đi và tuổi Tân Hợi sẽ không thù hận để bụng bất kỳ điều gì. Bạn sẽ rất may mắn nếu có một người bạn tuổi Tân Hợi, họ sẽ luôn lắng nghe, chia sẻ bất cứ khi nào bạn gặp khó khăn, rắc rối hay buồn phiền. Và dường như những người tuổi Tân Hợi dù là nam hay nữ đều không có khái niệm nguyên tắc sống. Bởi vậy, họ vô tư thoải mái làm những điều mình thích mà không cần đắn đo suy nghĩ. Những người này không chỉ có tấm lòng vị tha, trái tim nhân hậu, mà họ còn là những người vô cùng phóng khoáng, rộng rãi. Bởi vậy, họ luôn cố gắng giúp đỡ những người khó khăn, thậm chí chia sẻ tài sản của mình cho mọi người xung quanh. Tuổi Tân Hợi là những con người đầy năng động, sáng tạo và nhiệt tình. Họ sẽ không bao giờ vắng mặt trong những buổi họp giao lưu, gặp mặt, tham gia công tác xã hội và những hoạt động tập thể, giúp họ thư giãn thoải mái và hoàn thiện bản thân mình hơn. Phụ nữ tuổi Tân Hợi sẽ là mẫu người lý tưởng đáng mong đợi của nhiều chàng trai. Họ vừa dịu dàng đoan trang, vừa là những người phụ nữ mạnh mẽ của thời đại. Khi đã kết hôn, cô nàng tuổi Tân Hợi sẽ hết lòng chăm lo cho cuộc sống của chồng con và mái ấm gia đình. Thậm chí họ sẵn sàng hy sinh, chịu nhiều thiệt thòi để những người thân trong gia đình mình được sung sướng đầy đủ. Tuy nhiên, với tính cách rộng rãi, phóng khoáng, những cô nàng này lại không giỏi trong cách quản lý tài sản, chi tiêu tiền bạc. Tuổi Tân Hợi có cuộc sống an nhàn và lạc quan, họ luôn tươi cười, vui vẻ với những người xung quanh. Nhiều người cho rằng tuổi Tân Hợi lười biếng và không có ý chí phấn đấu, dễ dàng an phận cuộc đời tầm thường. Đó hoàn toàn là một đánh giá sai lầm, bởi thực chất tuổi Tân Hợi có sự thông minh và quyết đoán, họ chỉ đang chờ đợi thời cơ thực sự đến với mình. Đối mặt trước khó khăn áp lực của công việc, có người nhăn nhó khó chịu, có người kêu ca chán nản. Tuổi Tân Hợi lại khác, họ luôn trong tư thế đối mặt với khó khăn, thử thách, thái độ ung dung, tinh thần lạc quan của họ chính là một thứ vũ khí sắc bén giúp những người này vượt qua khó khăn. Tuổi Tân Thới cảm thấy khó khăn trong việc nói lời từ chối giúp đỡ một ai đó, thậm chí trong những trường hợp vượt quá khả năng của mình, lời từ chối khiến họ vô cùng áy náy, có lỗi. Khi làm việc tập thể những sai lầm người khác trốn tránh không thừa nhận, thì tuổi Tân Hợi lại dũng cảm trách nhiệm về mình, họ xứng đáng là một tấm gương sáng để được mọi người ca ngợi, học tập. Tuổi Tân Hợi dễ dàng trao niềm tin của mình cho bất kỳ ai, dù là những người mới gặp gỡ, sự cả tin ấy đôi lúc khiến họ vấp phải những sai lầm thất bại trong cuộc sống. Khi ấy, tuổi Tân Hợi thường đổ lỗi cho số phận tỏ ra bất cần và chán nản, trạng thái khủng hoảng nhất xảy ra khi họ phát hiện người mình đã từng tin tưởng lại lừa gạt, lợi dụng và hãm hại mình. Người tuổi Tân Hợi thích được hưởng thụ và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị trong cuộc sống. Họ có nhiều thói quen và thú vui của bản thân mình, ví dụ ăn đêm, uống rượu, đi du lịch, mua sắm. Không ít những người tuổi Tân Hợi thường xuyên duy trì những thói quen không tốt, điều đó khiến sức khỏe của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đầu tiên là đánh giá tổng quan vận trình tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, tháng 7 âm lịch năm 2024. Tháng 7 âm lịch năm 2024, tháng Nhâm Thân, năm Giáp Thìn, bắt đầu từ ngày mùng 4 tháng 8 năm 2024, kết thúc vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 2024 dương lịch. Thiên can Nhâm Thủy, địa chi thân kim, đặc trưng thiên sinh địa khắc, kim khí tàng tài khí. Theo tử vi tuổi Tân Hợi, vào đầu tháng Cô Hồn, có tứ hành xung xuất hiện trong tháng này, cho thấy con giáp tuổi Tân Hợi phải đấu tranh tâm lý rất nhiều trước khi ra quyết định. Bạn thiếu đi sự tự tin vốn có, làm cái gì cũng có cảm giác không chắc chắn, lo sợ. Nguyệt lệnh tuyệt cho thấy, sau một thời gian dài nỗ lực mà không trở thành một người thành công, có sức ảnh hưởng đủ lớn như bạn từng mong muốn, khiến cho con giáp tuổi Tân Hợi có cảm giác mất phương hướng. Trong chuyện tình cảm, bản mệnh không chung thủy sẽ gây ra những căng thẳng không hay, nhất là những ai lẳng lơ, sẽ chỉ càng khiến cho cơn ghen của đối phương ngày càng trở nên tệ hại hơn mà thôi. Công việc tháng này của bản mệnh không được tốt, có thể ban đầu bạn rất hào hứng, nhưng khi gặp khó khăn lại dễ nản lòng. Nhất là khi thấy tình hình cạnh tranh quá khốc liệt, là ngay lập tức bạn không muốn cố gắng nhiều thêm nữa. Bù lại nhờ thiên đức bảo hộ, nên người tuổi Tân Hợi vẫn có cơ hội để thăng tiến chức, phát tài, phát lộc. Tiền bạc của bạn đã nhiều hơn trước, tuy là không đạt được chỉ tiêu về con số bạn đề ra quá cao và khác xa so với năng lực hiện tại. Thay vì buồn thì hãy học hỏi, không ngừng trau dồi các kỹ năng nghề nghiệp của mình. Nếu cảm thấy mất phương hướng thì có thể tìm tới một mô hình thành công mà bạn mong muốn và bắt chước theo, tránh việc làm sai rồi sửa, sẽ chỉ tốn thêm nhiều thời gian và công sức. Chi tiết, cụ thể từng phương diện chính như sau. Về phương diện sự nghiệp, trước khi đạt được kết quả như ý, con giáp tuổi Tân Hợi cũng phải đối mặt với một chút trở ngại,
nhưng hoàn cảnh dù có thế nào cũng không quan trọng bằng cách bạn đối mặt với nó, do đó hãy bình tĩnh. Người làm công ăn lương có thể sẽ phải đối đầu với những thay đổi khi bạn cố thoát ra khỏi vùng an toàn hiện tại. Đó là lúc bạn thể hiện năng lực của mình, một số đồng nghiệp có thể không thích cách bạn thể hiện nếu trong vai trò là lãnh đạo. Tuổi Tân Hợi nên dành thời gian để trò chuyện và thấu hiểu đồng nghiệp cũng như cấp dưới của mình để đưa ra cách quản lý tối ưu nhất. Tương Hại nhắc nhở cho tuổi Tân Hợi nhớ rằng, việc gì của mình thì hãy cứ tập trung, đừng quan tâm tới lời ong tiếng ve ngoài kia. Nếu cứ phải tập trung chú ý vào người khác khiến bạn kiệt sức, việc này không đáng một chút nào. Về phương diện tài lộc, tử vi tài lộc của tuổi Tân Hợi trong tháng 7 năm 2024 âm lịch cho thấy tiền bạc đang về khá nhiều đó, như là cách bạn trả lời cho những nỗ lực của bạn trong thời gian dài làm việc không ngừng nghỉ vừa qua. Tháng này, lục bạch bay về phương Đông Bắc, dự báo tuổi Tân Hợi dễ có cơ hội phát tài nhỏ, nhất là với ai làm trong lĩnh vực bất động sản hoặc kim loại. Bản mệnh cũng đừng muộn phiền với những gì đang xảy ra, rồi dùng tiền mua sắm để thỏa mãn cảm xúc, bù đắp cho khoảng trống trong lòng mình. Thế nhưng bạn làm việc không hẳn là vì tiền, bạn chăm chỉ để có được cảm giác thoải mái, hài lòng khi theo đuổi đam mê của mình. Đối với bạn bận mà vui, còn hơn nhàn rỗi mà thấy bản thân vô dụng, vậy nên khi công việc kết thúc, bạn cảm thấy buồn vì chưa có mục tiêu mới. Trong khi đó lại nghe thêm những thông tin xì xào xung quanh số tiền mà bạn kiếm được, hơn nữa lúc này bạn có tiền cũng là lúc nhiều kẻ xấu tìm tới để vay mượn. Do đó, bạn cũng cần tỉnh táo để tránh bị lợi dụng. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo. Trong tháng 7 âm lịch này, con giáp tuổi Tân Hợi đang được đặt trong điều kiện thuận lợi, nhưng bản mệnh không đủ tỉnh táo nhận ra. Có những người xa lạ ghét và thù địch với bạn, nhưng việc đó không quan trọng bằng việc những người thân cận luôn tin yêu bạn hết lòng. Nguyệt lệnh bệnh khiến đầu óc của bạn không thực sự sáng suốt, thế nên bạn không tỉnh táo trong các quyết định liên quan đến vấn đề tình cảm, hay giận hờn khi có điều gì đó không thỏa mãn được mong muốn của mình. Thế nhưng, bạn không nhìn thấy được mặt tích cực là người ấy rất ủng hộ, hỗ trợ bạn những việc nho nhỏ, hãy trân trọng đối phương. Nếu không một ngày nào đó khi họ không còn ở bên bạn nữa, bạn sẽ hối hận vì đã không yêu thương họ một cách trọn vẹn nhất. Về phương diện sức khỏe, thiên nguyệt hung tinh xuất hiện, gây ra những phiền muộn không đáng có trong cuộc sống của con giáp tuổi Tân Hợi. Thời gian này có quá nhiều stress sẽ gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh trong tháng này, nhất là những ai đang chữa bệnh. Do đó, bạn nên hiểu rõ tình hình sức khỏe để tìm cách bỏ bớt các áp lực cuộc sống của mình. Bạn cần nhớ rằng, chỉ cần có sức khỏe thôi là bạn có thể thực hiện đam mê của mình. Còn ngược lại, nếu cứ tình hình hiện tại còn tiếp diễn, thì không đủ giúp bạn tỉnh táo trong các quyết định quan trọng. Nếu cần hãy cho mình một không gian riêng tư để trò chuyện và thấu hiểu chính mình, hãy cho chính bạn thời gian để lắng nghe những tiếng lòng của bản thân. Thời điểm này, chạy bộ chậm là cách luyện tập tốt nhất, tăng cường sức khỏe và vừa có thể giải tỏa bạn khỏi những căng thẳng trong cuộc sống. Đó là cơ hội để bạn được hòa mình với thiên nhiên, không còn phải ở mãi trong phòng kín để làm việc. Và bây giờ là vận trình chi tiết từng tuần và cẩm năng vượng vận của tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, đúng tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Sự nghiệp của người tuổi Tân Hợi có những bước tiến khá đáng mừng trong thời điểm này, được thiên ấn và chính quan chiếu mệnh. Bạn tìm được cơ hội thể hiện điểm mạnh của mình và thường được lãnh đạo đánh giá rất cao, thậm chí có người chạm tay vào cơ hội thăng tiến. Việc kiếm tiền càng đến khoảng thời gian cuối tuần lại càng thuận lợi hơn. Nhiều cát tinh vây chiếu cho thấy dù làm nghề gì đi nữa bạn cũng có cơ hội nhận được khoản tiền thưởng, tiền lãi dư giả. Tuần này, bản mệnh cũng có thể cân nhắc thêm các kế hoạch đầu tư mở rộng quy mô. Ngoài ra, sao dịch mã chiếu mệnh cho thấy tuần này để kiếm về tiền bạc và danh tiếng thì bạn sẽ phải di chuyển khá nhiều. Vì thế bạn không nên ngại gian khổ nhất thời, hiện tại bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu. Phương diện tình cảm cũng có nhiều dấu hiệu tốt đẹp, vợ chồng bạn biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nhau, nên nhiều công việc lớn được giải quyết nhanh chóng, hai người cũng là nguồn động lực lớn lao cổ vũ nhau cùng tiến về phía trước. Quý nhân, Thìn, Mão, tiểu nhân, Tỵ, Tuất, màu sắc may mắn, hồng, vàng, con số phát tài, 25, 61, 88. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch. Người tuổi Tân Hợi được trải qua một khoảng thời gian ngập tràn may mắn, cát tinh nâng đỡ khiến cho công việc nào bạn xử lý cũng hanh thông. Thuận lợi bất ngờ, bạn còn học hỏi thêm được nhiều kiến thức hữu ích để phát triển bản thân. Tình hình tài chính có những bước phát triển rực rỡ nhất vào khoảng thời gian giữa tuần.
Người làm kinh tế có thể nhận được khoản lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó của mình. Nhiều người còn nhận ra con đường làm ăn kinh doanh phù hợp với khả năng của mình. Với những người có gia đình, bạn rất tôn trọng những suy nghĩ và cảm nhận của đối phương. Vì thế, trong những việc trọng đại bạn luôn trao đổi, bàn bạc với đối phương trước tiên, nhờ vợ chồng đồng lòng mà việc gì cũng được giải quyết nhanh chóng. Quý nhân, Dần, Mùi, tiểu nhân, Dậu, Ngọ, màu sắc may mắn, vàng, đỏ, con số phát tài, 42, 57, 80. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 7 âm lịch. Đầu tuần, người tuổi Tân Hợi nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo, con giáp này có thể nhận được sự phân công phụ trách thêm những nhiệm vụ quan trọng nhằm khẳng định vị thế. Hãy nhanh chóng nắm bắt bạn đang bước những bước vững vàng trên con đường thăng tiến. Tình hình làm ăn kinh doanh cũng tiến triển thuận lợi trong tuần này, những kế hoạch bạn đặt ra đang có bước phát triển như dự kiến. Bản mệnh có thể không cần quá vất vả mà vẫn nhận được tiền bạc rủng rỉnh nhờ có sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng. Tuy nhiên, sao thiên cầu chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Bạn cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, không nên khiến cơ thể mệt mỏi, kiệt sức. Nếu có dấu hiệu bất ổn về sức khỏe thì cần khám chữa ngay. Quý nhân, Tuất, Mùi, tiểu nhân, Sửu, Mão, màu sắc may mắn, nâu, trắng, con số phát tài, 51, 67, 79. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến cuối tháng 7 âm lịch. Sự nghiệp của người tuổi Tân Hợi nhìn chung phát triển khá thuận lợi trong tuần này, bản mệnh có thể tự hoàn thành được công việc được giao và chứng minh được khả năng của mình. Người làm ăn kinh doanh chớp được thời cơ và thời điểm cuối tuần nên dễ dàng kiếm về một khoản tiền dư giả. Đây chính là một khoản vốn dư giả để bạn tiếp tục đầu tư vào những dự án triển vọng trong tương lai, giúp tiền đẻ ra tiền. Các tinh tử vi mang tới thêm nhiều may mắn cho người tuổi này, hãy nhớ rằng chỉ cần bạn bỏ công sức thì sẽ được đền đáp xứng đáng. Thậm chí thách thức bất ngờ xuất hiện cũng là cơ hội để bạn rèn luyện và tiến bộ hơn. Tiếc rằng phương diện tình cảm lại không suôn sẻ như mong muốn của bản mệnh, dường như nửa kia vẫn chưa thực sự thấu hiểu bạn. Song đừng vì thế mà buồn lòng, hai người chỉ cần thêm thời gian để trò chuyện với nhau mà thôi, hãy ở bên và lắng nghe, trao đổi với nhau nhiều hơn nhé. Quý nhân, Thân, Dần, tiểu nhân, Sửu, Tỵ, màu sắc may mắn, cam, tím, con số phát tài, 34, 57, 85. Sau đây Minh Đường Tử Vi xin được tiết lộ với quý vị về những tháng sinh may mắn nhất của tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, phát tài rực rỡ, vận trình thăng hoa trong tháng 7 âm lịch này. Hãy đón xem đó có phải là tháng sinh của mình hay không quý vị nhé. Người tuổi Tân Hợi, sinh tháng 1. Tuổi Tân Hợi sinh tháng này có tài, có đức, không vì quyền thế địa vị mà đánh mất lương tâm. Người sinh tháng 1 chăm làm điều thiện, tích phúc đức cho con cháu, nên có nhiều bạn bè và các mối quan hệ xã hội. Người tuổi Tân Hợi, sinh tháng 2. Người sinh vào tháng 2 âm lịch được ưu ái bởi số mệnh cả đời hưởng phúc, sống cảnh giàu sang, sức khỏe của những người cầm tinh con lợn không có gì đáng ngại, ít mắc bệnh vặt. Người tuổi Tân Hợi, sinh tháng 4. Người sinh tháng 4 âm lịch biết trước, biết sau, thấu đáo tinh tế trong mọi chuyện, lại được thêm quý nhân phù trợ nên bản mệnh có số giàu sang, địa vị cao trong chốn quan trường. Người tuổi Tân Hợi, sinh tháng 6. Người tuổi Tân Hợi sinh tháng 6 trọng tình cảm, tài hoa có thừa, nhưng lại đa sầu, đa cảm nên dễ bỏ mất cơ hội. Người tuổi này quyết đoán và nỗ lực nhiều hơn, ắt sẽ thành công. Người tuổi Tân Hợi, sinh tháng 9. Tuổi Tân Hợi sinh vào tháng 9 ưa cuộc sống an bình, ít thăng trầm, sóng gió. Số phận của bản mệnh được ưu ái nhiều vận may, không phải lo nghĩ đến chuyện cơm áo, gạo tiền. Người tuổi Tân Hợi, sinh tháng 11. Đây là những người thành công trên cả phương diện công việc và cuộc sống. Vận mệnh của người Tân Hợi sinh tháng 11 âm lịch rất ít gặp phải gian nan, trắc trở, mưu sự dễ thành. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi 10 ngày nổ lớn tháng 7 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình.
Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.